Bây giờ giới thiệu đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Phạm Trường Nhân, em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả, chào nam bên kia. Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 tuổi. Quê gốc thì ở Huế chị, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Thì đang chia tay. Tại do không hợp nhau đây chị. Kỳ vậy, bên kia nói tiếng miền Nam thì cô trả lời tiếng Huế, xong tôi hỏi tiếng Huế cô trả lời tiếng Nam. Tại do em quen rồi. Vì sao mình quen 3 năm vì sao lại chia tay em? Không, ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 năm. Một mối tình một duy nhất hả? Dạ. Là lúc ở ngoài Huế là vô đây rồi? Dạ đúng rồi, ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Vậy là coi như chưa có sâu đậm gì hết. Rồi. Thôi bỏ qua luôn. Bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em? Chỉ là một hả? Một luôn. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ được 4-5 năm rồi ạ. Bạn gái thì sao? Em rất là xinh xắn, duyên dáng. Rồi sao 2 năm vừa qua mình vẫn ở một mình, chưa tìm được ai? Tại do là một giáo viên mầm non á chị, cho nên tính chất công việc cũng gọi là hơi bận rộn. Mấy thời gian gần đây em cũng đang học liên thông lên đại học á, cho nên cũng không có nhiều thời gian, cũng không có tiếp xúc được nhiều người. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Em ở nhà, em ngủ, em xem phim rồi em ngủ thôi. Vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em thích, rất là thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay, vẽ không đẹp, múa cũng không được luôn. Trời đất ơi. Thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm. Rồi, bạn trai. Mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng. Chơi những môn thể thao em chơi đủ hết, nhưng mà chơi nhiều nhất là đá banh với lại tập ngoài tập võ thôi anh. Còn điểm yếu? Thiếu đoán trong một vấn đề nào đó, giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều. Có tài việc tài ca hát nhảy múa gì không? Em ca cũng được nhưng chủ yếu là để tra tấn thôi. Đâu giờ tra tấn thử coi. Thì thôi em xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ. Nào. Dạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm sâu những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắng em đang chờ đợi anh. Yeah. Hay mà, ca tấn đâu, này là khiêm nhường rồi. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em? Hay lắm chị. Hay hả? Dạ. Con hát, con hát thử chú nghe chút xíu con. Chú Linh muốn con hát kìa. Con hát một đoạn thôi nha chú. Dạ. Hát đoạn, mấy đoạn, hát con nửa đoạn cũng được. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Rồi, hát vậy là được rồi. Hai người về hát, hai người nghe được rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đơn giản lắm, cao trên 1m7. Đơn giản trên 1m7. Chi dữ vậy? Tại em cao 1m6 rồi, em đi giày lên nữa chắc cũng 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ. 1m73 à? Được. Thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Tiếp. Em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình, không có ăn chơi á chị. Dạ, không hút thuốc. Nhậu thì dạ, nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dừng. Dạ, hút thuốc thì em không hút ạ. Nhậu thì có à. Nhưng mà em nhậu thì đến ngưỡng của em ngưng chứ không hầu nhậu nữa. Ngưỡng em là bao nhiêu? Dạ, vui vui thì 5 lon. Buồn buồn là 5 kép. À, dạ, đâu đến nổi ạ. Rồi, em rất là thích con trai mặc đồ ti. Áo sơ mi có, nhưng quần jean thì sao? Thì đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú. Từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng với là ở dơ. À, có ở dơ không? Chắc có. Chắc có. Hả? Ủa, ở dơ mà chắc có là sao? Mấy ngày mới tắm lần? Ngày tắm 2 lần. Một ngày tắm 2 lần.
Trời ơi. Hai ngày tắm lần. Rồi quần áo rồi bao lâu mới giặt? Dạ thì em thấy nhiều làm giặt à. Ngày đánh răng mấy lần? Hai lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu lâu quên thiệt lần. Lâu lâu quên thiệt lần. Có khi tháng cũng có một lần à. Dạ không có, không đến nổi. Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên thích mà không có sạch lắm là sao? Đâu, nói vậy thôi chứ. Dạ. Đâu đến nổi. Đợi chút, hỏi có gia trưởng không? Dạ không ạ. Còn gì nữa không? Còn có thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị. Làm dâu được không? Dạ được. Được phải không? Anh thấy sẽ làm dâu là bình thường à? Bình thường. Dạ. Rồi, dễ quá. Nghe hết rõ chưa? Dạ rõ ạ. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là 2 năm được. 2 năm nữa. Bạn thích người phụ nữ dạng hiện đại hay là truyền thống? Lai lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được. Bạn trai cũng được à, ngon à, được á. À. Được. Mà em sáng sủa đẹp trai à. Sao nha. Dạ ô, chào chú. Chào em gái. Cao mét mấy, sao mấy? 6m6. 6 hay nặng nhiêu? 45. Hơi gầy xíu con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, còn sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì? Thích con trai đeo kính cận đó chị. Ủa vậy hả? Là gì hả? Hay quá. Dạ. Thế ta. Ủa sao kỳ vậy? Dạ nhìn nó tri thức, nói chung lịch sự con nhìn cũng thích. Lúc hôn nhau hơi khó đó em. Dạ con sao chị tháo kiến vậy? Tháo kiến đâu thấy đường. Dạ hôn đâu thấy đường, nhắm mắt mà. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm quá đúng không? Dạ. Rồi thôi thấy được rồi. Được rồi, cặp này ổn mà. Hôm nay mình có đi đó với người thân không em? Dạ em đi với em trai của em. Em trai, dạ. Em ruột hả? Dạ. Rồi đâu ra chị gặp em trai. Em thấy anh rể tương lai thế nào? Dạ em thấy nhìn bên ngoài thì rất là ok. Bên trong thì cũng vui vẻ. Nói chung là hai người cũng khá hợp. Em thì em không có đặt nặng cái điều gì, chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là để được với nhau không. Anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi em. Thì bữa nào mình ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn. Nhậu đi, cà phê gì. Dạ không phải, nhậu thì để nói nhỏ à. Nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau. Em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc cũng được 90%. 90? Trời em sang quá, em cho số rộng quá vậy. Là tiến tới luôn, 90% còn cái gì nữa. Rồi, nhà trai hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, mợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Rồi, lực dạ. Lực lượng đông đảo quá ha. Dạ, đông quá. Một tràng pháo tay cho nhà trai nha. Dạ, chào cô. Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường và cùng các khán giả trong trường quay. Còn riêng về bé thì rất là dễ thương. Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian. Nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được là ra mẹ đồng ý. Con em chào bác. Mợ có ý kiến gì không mợ? Khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích. Dạ. Theo mình thấy thì hai đứa cũng hợp được khoảng 90%. Trời ơi sang quá, 90%. Cảm ơn. Được đó con, tiến tới luôn nha. Rồi vô luôn. Mợ rất thích, nhìn con bé này mợ thích lắm. Mợ thích lắm rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Bên nào cũng cho 90% hết trơn rồi nha. Đẹp đôi. Không gian này là của hai bạn. Anh có món quà muốn gửi tặng em. Dạ anh cảm ơn. Em đi làm ở đây em có gặp những khó khăn nào không? Dạ lúc đầu thì mình có một tí khó khăn về giọng nói thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi, cho nên em thấy cũng bình thường. Dạ. Hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. Ở Tân Phú anh. Anh đi làm ở Tân Phú. À vậy hả? Em anh là nào? Anh làm đường nào? Chỗ Lê Cao Lãng á. Em ở Vườn Lài đi qua có công ty. Ở Vườn Lài hả? Dạ. Thì quá gần. Tiện quá ha. Tính chuyện hẹn hò đi. Dạ. Cái này thì đúng mà. Gặp em cái anh khớp luôn. Nếu mà lấy nhau thì ai thích con trai thích con gái vừa bày tỏ quan điểm luôn đi. Con thích con gái. Con nói với con nói với con. Chú ngoài vùng cấm địa. Em thấy con gái, tại vì em dạy mầm non á, cho nên mấy bé điệu lắm. Em cũng thích gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm. Anh thì gái hay trai thì đều được. Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa. Nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây. Dạ. Em là con một. Dạ không. À quên. Em có em trai mà. Là...
Con... mới đó quên thằng em ngồi dưới rồi hả? À? Con một mà một nhóm á. Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Tên gì anh? Dạ đúng không quên. Trời ơi. Hỏi đi. Lại đi. Hỏi em tên gì? Nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn. Không, à, anh tên sao là... Sao nói trễ quá vậy? Để chuyện nào xong về hắn nói. Dạ, anh tên đầu là Phạm Trường Nhân. Em là Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân. Bằng bạc á. Dạ. Các bạn bây giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận xem nãy giờ mình nói gì, rồi cái đối phương của mình như thế nào, rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau. Anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó trong đầu nó bài hết trơn rồi. Nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội được tìm hiểu em nhiều hơn. Em không biết nói gì hết. Rồi em sẽ nói bằng nút bấm. Hết thời gian. Chúng tôi là chiếc cầu nối để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào. Chuyện là do trái tim của các bạn, xem có cùng chung nhịp đập hay không. Nào, chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Tốt. Trời ơi, muốn xỉu luôn rồi. Đúng quá hai em. Dạ. Bạn trai hồi hộp. Bạn nam rất hồi hộp. Mà phải chín chắn chút xíu nữa chàng trai nha. Nào, nắm tay nhau. Người ta đưa tay rồi mà bạn còn trần chờ đúng nữa. Anh này hiền quá. Anh hiền quá. Hôn nhau một cái. Nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không? Dạ, cũng có à. Cũng có à. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả các hệ thống Wow Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúng tôi thật sự xem những cái sự bấm nút các bạn là hết sức quan trọng. Hãy cố gắng. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, mời các bạn nắm tay nhau đi hả? Nắm tay thật chặt nhé.